Các bạn nhé, hiện tại thì mình có một con máy một kim hiệu Jacques-Clay, và đời này của mình là đời nó tự động nhấc chân vịt mỗi khi chúng ta cắt chỉ. Thì hiện tại bây giờ là con này nó đang bị một cái lỗi là chúng ta rất hay gặp, đó là lỗi chúng ta cắt chỉ xong cái chân vịt nhấc lên mà nó không thể hạ xuống được. Mà cái trường hợp này thì cũng rất khó xử lý đối với một số bạn là mới vào nghề, và đối với một số bạn mà sử dụng trong tại nhà và một số tổ hợp nhỏ. Thì hôm nay mình và các bạn cùng kiểm tra và cùng khắc phục một cái lỗi của máy này. Bây giờ mình kiểm may và kiểm tra nhé. Đó, thấy chưa? Chưa kịp may này mà chân vịt nó đã nhấc lên này. Đấy, chúng ta chưa kịp may mà chân vịt nhấc lên mà nó hoàn toàn không xuống. Đó, thì bây giờ mình và các bạn là cùng kiểm tra và cùng khắc phục. Giờ mình và các bạn nhé, mở cái nắp đằng sau này ra để kiểm tra này. Sau khi chúng ta mở nắp sau này ra, chúng ta quan sát này, thì đây nó là cái cục solenoid. Cái cục này là cục để nhấc cái chân vịt của chúng ta. Đấy, thông qua cái thanh này thì hiện tại nó lên này mà nó không xuống được này. Đấy, thì trước hết chúng ta kiểm tra xem cái đầu này. Cái đầu này này. Nó và cái ống bơm dầu này, hai cái này nó có bị va chạm vào nhau hoặc nó kẹt ở cái đoạn dưới này hay không. Cái thứ hai nữa là chúng ta kiểm tra cái đầu đây này. Cái đầu chốt này. Chúng ta quan sát cho kỹ đây, cái đầu chốt này và cái thành máy này. Cái đầu thành máy này lên trên này, có thể là nó lên cao quá, nó đụng đây thì nó cũng không xuống được. Cái thứ ba nữa là chúng ta kiểm tra là cái đoạn này xem nó có bị xét rỉ, nó mắc gì hay không. Đấy, nhiều trường hợp ở đây nó xét rỉ ở đoạn ốc này, nó kẹt nó không xuống được và đoạn này cũng không xuống được. Đấy, giờ bây giờ mình mới thử này. Đây này. Đấy, chúng ta này, lấy tay gạt đá, gạt nhẹ cái thì nó tự nó xuống. Thế nhưng mà chúng ta bật điện lên lại này, chúng ta nhấn gót. Đấy, nhấn gót cái này, thấy chưa, nó lên và đồng thời nó không nhả xuống, mà kể cả chúng ta tắt điện thì nó cũng không nhả xuống, thấy chưa. Thì chúng ta kiểm tra phần tiếp theo là đây nó có lẽ ra đây nó có một cái gioăng cao su này. Thì gioăng cao su ở đây của chúng ta bây giờ hiện tại giờ là nó bị thối hết ở đây này. À đây, rớt ở đây đó, rớt đi đâu hết rồi, chắc mình đã rớt rồi, bồn dầu hết rồi. Thì cái gioăng này của chúng ta bị thối một cái bị thối. Và cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ tháo cái chốt này ra. Rồi, tháo cái chốt này ra. Và chúng ta nhấc cục solenoid này ra, chúng ta kiểm tra xem ở trong bên trong này. Bên trong cái cục solenoid này nó có bị cái gioăng của nó có bị thối hay không? Hoặc là nó mắc cái gì ở trong hay không? Này, chúng ta dùng kìm chúng ta làm này. Rồi. Bây giờ chúng ta đẩy cái chốt này vào phía trong này. Đẩy chốt vào phía trong. Rồi rút nó ra. Đấy, chúng ta rút cái chốt này ra này. Rồi, việc tiếp theo chúng ta vặn ốc này, hai ốc này. Và bằng hai ốc này chúng ta nhấc cục này ra. Nhìn rõ không? Rồi, ok. Rồi, tiếp theo thì chúng ta rút cái cục này ra coi này. À,
trên này nữa. Giờ vặn cái cốt này ra. Rồi chúng ta kiểm tra xem ở đây này. Rồi do trên này nó thối hết rồi. Rồi chúng ta kiểm tra xem ở đây xem nó có bị chảy không này. Mấy cái chùm này đào chùm hoặc cả cây cây này có bị chảy không. Nếu nó chảy thì nó hít lên thì nó cũng không nhả ra được. Cái này không chảy. Đây này nó bị dính keo này. Thối cái con bắt đầu nó dính keo thì là chúng ta đánh bóng rồi đi. Và chúng ta dùng máy đánh bóng, chúng ta đánh bóng hết cái cục này đi ạ. Giờ đây cái cốt trong này đây. Đấy là mình đã đánh bóng rất sạch sẽ nha. Đánh bóng rất sạch sẽ rồi này. Giờ đến tiếp theo là chúng ta kiểm tra trong cái lỗ này. Trong cái ống này, giờ nó hơi căng dây mình không thể kéo được. Thì bây giờ mình đưa cái vải này, đưa vào đây. Và đưa vải đưa vào đây mình ngoáy thật sạch, lau thật sạch. Xem có những cái ba dớ những cái gì đấy mà do cái gioăng của nó thối á, dính ở trong này chúng ta phải phút thật sạch đi. Đó. Rồi, sau khi lau xanh rồi sạch rồi á, là đây mình đây này. Nếu như các bạn không có cái gioăng thì chúng ta ra ngoài cửa hàng mà bán được cái cục bán được cái gioăng cao su. Ở đây gioăng cao su của nó đây dạng này đây. Đó. Đây là loại gioăng nhỏ thì chúng ta đưa vào cốt nhỏ đây. Chúng ta sẽ đưa vào đây. Cái gioăng nhỏ này chúng ta đưa vào đây. Đó, đưa vào đây. Và nó phải có cái gioăng này. Nhưng mà do nó thối rồi thì nó có thể làm gì được nữa. Rồi chúng ta đưa vào này. Chúng ta lại lắp vào bình thường. Rồi vậy là chúng ta này lắp vào ngoài một gioăng, trong một gioăng, ngoài một gioăng. Rồi xong đó là chúng ta xong rồi thì chúng ta ấy cái này xuống cái bạn lốt này vào rồi còn cái này nữa chúng ta bạn lốt vào được chưa. Chúng ta sử dụng trong một ốc ngoài một cái chúng ta bạn này bạn rồi chặt vào. Ok, giờ chúng ta lắp vào chúng ta thử cái. Khéo nhé, đừng để nó bị cấn nha. Cấn là chốc chúng ta lắp không được đâu. Đạp đây là cũng kẹt tùm lum hết á. Chúng ta lắp cục này cho nó thẳng nhé, đừng để nó bị nghiêng nhé. Đấy, chúng ta này
cho nó ngay ngắn đàng hoàng. Rồi chúng ta lấy tay kéo lên để xem nó có nhả lên nhả xuống không. Rồi chúng ta đưa cái chốt này vào. Và sau khi này chúng ta lắp cái chốt này xong này, giờ chúng ta bật điện lên chúng ta thử. Rồi chúng ta đạp cho máy chạy một xíu này, một hai mớp nhấp rồi chúng ta nhấc này, thấy không? Rồi từ nó xuống này, thấy không? Đấy, từ nó xuống ha. Ở đây chúng ta quan sát lên chân vịt này. Đấy, chúng ta nhấn gót chỉ này, thấy không? Từ nó xuống, thấy không? Đó, nhấn gót là từ xuống rồi đó. Thấy không? Chỉ xong này, lên là xuống này, thấy không? Đó. Đấy, lên ngon này. Đấy, vậy bài chia sẻ của mình hôm nay đến đây là hết. Thì các bạn xem nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh cho mình và để theo dõi những video tiếp theo của mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn.